Minh Đường Tử vi xin kính chào các cô chú, chúc các bác cô chú vui vẻ, hạnh phúc và Chúc các bác cô chú vui vẻ, hạnh phúc vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bác, cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các bác, cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 6 âm lịch mệnh chủ tuổi canh tí thường trưởng thành tự lập sớm hơn những người khác vì vậy cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định sự nghiệp vững chắc họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi điều đó giúp tuổi canh tí tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết gắn bó lâu dài họ cả đời sống trong an nhàn càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng tuy nhiên tuổi canh tí có cái tôi khá cao họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ nếu như có ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình tuổi canh tí sẽ đáp trả dữ dội với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ của cải tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi canh tí trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi canh tí sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi canh tí trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người sinh vào năm canh tí 1960 có ngũ hành bản mệnh, bích thượng thổ, đất trên vách. Thiên định các bác tuổi canh tí bản tính hiền lành, chất phát được mọi người yêu mến, quý trọng, tuổi canh tí thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cái chưa có về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm họ đều có lối thoát tốt yêu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Canh dương kim gặp ất âm mộng nên được gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc, trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Tử vi trong tháng 6 âm lịch cho rằng, trong tháng này các gia chủ tuổi canh tí sinh năm 1960 sẽ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Bước sang tháng 6 âm lịch, các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 dễ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Các bác đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu. Ở độ tuổi này, với các bác tuổi canh tí sự nghiệp hay tài lộc không còn là vấn đề được đặt hàng đầu nữa. Các bác cần quan tâm đến sức khỏe và gia đình của mình, các bác đã dành nửa đời người cho cơm áo gạo tiền với những bôn ba bươn trải ngoài xã hội. Thời điểm này là thích hợp để nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già bên gia đình. Hơn nữa năm 2021 Thái Tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các bác tuổi canh tí sinh năm 1960. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi canh tí qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước tuy nhiên các bác tuổi canh tí đã bước vào tuổi trung niên một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của các bác quan trọng hơn tất thảy quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân song không được suy nghĩ bi quan tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn của mình những người làm lãnh đạo kinh nghiệm làm việc sự nhiệt tình cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới thời điểm này các bác nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp các bác lấy lại tinh thần những người trên cương vị lãnh đạo cần lưu ý các bác nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước đặc biệt để kích hoạt vận khí cắt lành thúc đẩy công việc hanh thông sự nghiệp tiến triển tốt các bác tuổi canh tí hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân thân tí thìn với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân từ đó giúp các bác xua đuổi những hung tinh hóa giải vận hạn đồng thời vòng sẽ giúp các bác tăng may mắn chiêu tài lộc cắt lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ các bác phát triển công việc trong thời gian sắp tới thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc tháng này các bác có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể hầu hết các bác sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà các bác chưa bao giờ đạt được trước đây trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền các bác tuổi canh tí nếu không biết cân đo đong đếm tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi tuy nhiên các bác cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài nếu các bác không biết cân đối tài chính thì tiền của các bác sẽ không cánh mà bay các bác cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái có thể là xin việc hoặc cưới hỏi việc các bác cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải sung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của các bác tuổi canh tí tháng này không thật sự khởi sắc. Các bác sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó các bác nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình hãy sống vui sống khỏe là người cha người mẹ trong gia đình hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo các bác đã sống quá nửa cuộc đời các bác biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình ở tuổi này tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó người bạn đời bên cạnh các bác giờ đây đã trở thành người tâm giao cùng nhau chia sẻ khó khăn nuôi dạy con cái các bác đã bên nhau nửa đời người đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình bên cạnh đó các bác cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình đặc biệt thầy gia cát còn khuyên các bác tuổi canh tí hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân thân tý thìn năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của các bác tuổi canh tí khá tốt. Tuy nhiên các bác lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Các bác cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Xem tử vi 2021, sức khỏe của các bác tuổi canh tí, không có vấn đề gì lớn phải lo lắng. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của các bác trong thời gian sau. Các bác tuổi canh tí sinh năm 1960 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác canh tí sinh năm 1960. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi canh tí tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi canh tí trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 6 năm 2021 tức ngày 21 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là canh ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 6 năm 2021 tức ngày 2 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là nhâm ngọ. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ canh tí. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi canh tí tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 7 tháng 6 năm 2021, tức ngày 16 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 6 năm 2021, tức ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh sửu, có nạp âm là giản hạ thủy. Quý vị thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi canh tí trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.